xin cảm tạ, cảm tạ lòng thương xót Chúa. Vì yêu thương con, Ngài sinh xuống nơi gian trần. Vì yêu thương con, Ngài mang thân phận tội lỗi. Dù bao thương đau, Ngài luôn gánh tội cho con. Lạy Chúa, xin dâng lời cảm tạ tình thương Chúa. Xin dâng lời cảm tạ lòng từ nhân, vì Chúa hằng thương xót và tha thứ. Lạy Chúa, xin dâng Ngài một ca khúc dịu êm. Xin dâng Ngài lòng cảm mến tri ân, vì Chúa hằng thương xót và thứ tha. Bao cơn sóng đời đắm chìm đời con trong nước mắt, chiều buông âm u lòng con đắng cay trong lỗi lầm. Nhìn lên Giêsu nhục thân trên thập tự giá, vì yêu thương con, Ngài chiến cứu chuộc cho con. Lạy Chúa, xin dâng lời cảm tạ tình thương Chúa. Xin dâng lời cảm tạ lòng từ nhân, vì Chúa hằng thương xót và tha thứ. Lạy Chúa, xin dâng Ngài một ca khúc dịu êm. Xin dâng Ngài lòng cảm mến tri ân, vì Chúa hằng thương xót và thứ tha. Quà tặng tin mừng thứ năm sau Chúa Nhật 33 thường niên. Bình an ơi, ngươi ở đâu? Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, giáo phận Ban Mê Thuột. Jerusalem nguyên nghĩa là thành phố của hòa bình, của bình an. Nhiều năm gần đây hiện trạng của thành phố không như cái tên của nó, mà như là ngược lại. Jerusalem đã trở thành nơi của sự bất ổn, đầy dẫy sự chia rẽ dưới nhiều hình thức từ chính trị xã hội, cụ thể là giữa nhà nước Israel và Palestine, đến cả tôn giáo, mà phải kể đến là Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo. Đã từng có nhiều cuộc chiến tranh diễn ra ở đây và hiện nay vẫn nhiều những tiềm ẩn sự xung đột nơi chính thành phố mang tên hòa bình. Dù rằng năm 1981 thành phố này đã trở thành di sản thế giới, nhưng vẫn nằm trong danh sách di sản thế giới đang bị đe dọa. Bài tin mừng ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 33 thường niên, giáo hội cho chúng ta nghe trích đọc tường thuật những lời than thở, thương tiếc của Chúa Giêsu với thành thánh Jerusalem. Dĩ nhiên chúng ta hiểu không phải Chúa Giêsu than thở cái thành bằng gỗ đá vật chất, nhưng thực ra Ngài thương tiếc cho tình cảnh dân chúng đang ở trong thành, về cái tương lai rất gần mà Ngài tiên lượng sẽ xảy ra. Và quả thật nó đã xảy ra cách cụ thể vào năm 70 khi dân Do Thái nổi loạn, thì vị tướng Roma là Tito đem quân đi đánh dẹp loạn và rồi san phẳng Jerusalem thành bình địa. Theo kiểu nói của Chúa Giêsu là chẳng còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Cũng như lịch sử các quốc gia, lịch sử đời người thường cũng có những lúc thăng trầm. Bình yên có, sóng gió cũng không thiếu. Khoảng thời gian khốn khó lại được nhìn với cái nhìn tâm lý nên dễ phóng đại đến độ cha ông chúng ta than thở: phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Chính vì thế mà sự bình an là điều mơ ước của con người mọi thời, mọi nơi. Theo nhãn quan người đời thì sự bình an là tình trạng không gặp phải những sự khốn khó như chiến tranh, tai ương, hoạn nạn, dịch bệnh, mất mùa. Dưới cái nhìn đức tin, sự bình an đích thực là tình trạng được Thiên Chúa ở cùng, yêu thương, đón nhận mình như mình đang là. Và lời than thở của Chúa Giêsu được hiểu theo viễn kiến này.
Hỡi Jerusalem, phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Chúng ta có thể hiểu điều che khuất căn tính của Đấng Thiên Sai chính là nhân tính của Ngài, cụ thể là quê quán Nazareth, xứ Galilee và địa vị thấp hèn cũng như quyền bính như chẳng có gì của Ngài trong xã hội và trong giáo hội Do Thái giáo lúc bấy giờ. Thánh sử Luca từng thuật dữ kiện tiếp liền sau đó là việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ và các thượng tế cùng các kinh sư đã chất vấn Ngài: ông lấy quyền gì mà làm những điều ấy? Xưa để đem bình an cho ngôn sứ Elia trước sự truy diệt của hoàng hậu Jezabel thì Thiên Chúa đã không ngự trong gió to bão lớn, trong động đất hay lửa, nhưng Ngài hiện diện trong cơn gió hiu hiu. Ơn bình an của Thiên Chúa thật diệu kỳ, nó không khởi đi từ những cuộc lễ hoành tráng, kiệu rước linh đình. Nó cũng không khởi đi từ chức quyền cao lớn, mũ cao gậy quý. Ơn bình an thường đến với chúng ta qua sự hiện diện của một ai đó. Những ai đó thật đơn sơ, nhưng luôn đồng cảm, đồng hành với chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Và có thể gọi đó là những người bạn tri kỷ, tri âm, đồng cam cộng khổ. Biết bao tâm hồn đau thương dập nát đã hướng nhận sự bình an qua đôi tay tấm lòng của mẹ Teresa thành Calcutta. Biết bao bệnh nhân Covid-19 đã có được sự an bình qua sự hiện diện của các linh mục, tu sĩ, thiện nguyện viên tại các bệnh viện tuyến đầu. Chúa Kitô vẫn mãi đồng hành với nhân loại, đặc biệt là với những con người đau khổ. Kitô hữu chúng ta trước hết phải cảm nghiệm cách sâu xa chân lý này thì chúng ta mới có thể giúp tha nhân nhận ra sự hiện diện của Đấng Cứu Thế để giúp nhau có được sự bình an giữa cảnh đời mà dường như ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy. Nhiều nhà lãnh đạo Do Thái thời Chúa Giêsu tại Jerusalem đã không nhận ra hiện thực này. Vì thế không phải chỉ họ mà cả dân chúng trong vòng hơn 30 năm sau đó đã phải lâm cảnh bĩ cực khốn cùng trong sự bất an, khiến Chúa Giêsu đã phải rơi lệ. Xưa lẫn nay, sự bất an, nỗi bất hạnh, hoang mang, thất vọng của dân chúng thường có đó nguyên nhân lớn nơi sự cứng lòng vô tâm của những người lãnh đạo. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Nghĩa, giáo phận Ban Mê Thuột, hẹn gặp lại. Đam mê thế trần gánh tội đời con trong heo hắt, từ nơi hoang vu lòng con thiết tha quay trở về, nguyện xin Cha thương nhận con như người tôi tớ, ngày đêm ăn năn vì con đắng tội Cha ơi. Con xin cảm tạ lòng thương xót Chúa, vì yêu thương con Ngài ngự trong thánh thể nhiệm màu, vì yêu thương con Ngài bán chính mình máu thánh của ân thiêng liêng, nguồn sống cứu độ cho con. Lạy Chúa, xin dâng lời cảm tạ tình thương Chúa, xin dâng lời cảm tạ lòng từ nhân, vì Chúa hằng thương xót và tha thứ. Lạy Chúa, xin dâng Ngài một ca khúc dịu êm, xin dâng Ngài lòng cảm mến tri ân, vì Chúa hằng thương xót và thứ tha. Thương xót và tha thứ, lạy Chúa, xin dâng Ngài một ca khúc dịu êm, xin dâng Ngài lòng cảm mến.